Xin chào mừng quý bà con, chào quý khán giả đã đến với chương trình Alo bác sĩ cây trồng do tập đoàn Arama thực hiện. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề phòng trừ rầy nâu trên lúa hiệu quả và tiện dụng. Hôm nay với chủ đề này thì công thọ chắc rằng thì bà con mình cũng đã có rất là nhiều thắc mắc rồi đúng không ạ? Về rầy nâu thì chắc hẳn rất nhiều bà con mình đã nghe đến và nhìn thấy đối tượng ở ngoài đồng ruộng rồi, đúng không bà con? Và chúng không chỉ gây hại mà còn là tác nhân đã truyền rất là nhiều bệnh nghiêm trọng trên cây lúa. Và khi nhắc đến đó thì bà con mình thấy là rất là đau đầu, làm thế nào để mà quản lý và diệt gọn rầy nâu. Thì chúng ta sẽ cùng kỹ sư Khoa tìm hiểu về một xíu về con rầy nâu này nhé, và cũng như thiệt hại do rầy nâu gây ra nhé bà con. Anh Khoa thân mến, anh Khoa có thể cho công thọ cũng như quý bà con mình thích một số cái tác hại của rầy nâu không ạ? Cảm ơn công thọ. Thưa bà con, đối với rầy nâu thì không còn xa lạ với bà con, nhất là những bà con nông dân đang trồng lúa, mà hiện nay bà con biết mình là canh tác là lúa thâm canh không à, thì cái con rầy nâu nó không còn xa lạ nữa, mà tác hại của nó thì rất là lớn, mà bà con thường phải đối mặt. Nhất là mình thâm canh rồi lại bây giờ sản xuất các cái giống lúa chất lượng cao nữa mà liên tục như thế, thì tác hại của nó, các cái hậu quả, mà nhất là các cái hậu quả do cháy rầy thì bà con biết rồi đó. Thì có một số cái tác hại mà thường xuyên rầy nâu có thể nó ảnh hưởng đến cây lúa, tóm lại như sau. Ví dụ như là nó, thứ nhất là nó hút cái nhựa cây, nó âm thầm nó hút cái nhựa cây, nó làm cho suy cái cây lúa của bà con. Nhưng mà nhiều khi cái yếu tố này bà con ít có để ý lắm. Giảm cái sức sinh trưởng của cây trồng, làm ảnh hưởng, giảm cái sức sinh trưởng cây, nó bị stress, nó bị sốc do côn trùng nó gây ra, thì nó ngưng sinh trưởng hoặc là nó phản ứng lại cái việc đó. Ngoài ra là chính con rầy nâu nó tạo cái vết thương bà con. Rầy nâu là loài chích hút, mà nó ăn cái thức ăn của nó là cái cây lúa, và nó đeo trên cây lúa. Chính cái chất thải, cái chất phân của nó cũng là môi trường cho nấm bệnh phát triển nữa. Và bên cạnh đó nó chích hút vô, nó tạo cái vết thương, rồi sẵn cái môi trường cho nấm bệnh phát triển, sẵn cái vết thương đó là nấm bệnh nó sẽ tấn công vô cây, nó làm cái bào mòn cái cây, và cái cây nó ảnh hưởng hơn, lớn hơn. Thì đó là những cái tác hại âm thầm mà bà con thông thường ít có để ý, mà nó thiệt hại ghê lắm bà con, thiệt hại ghê lắm nha bà con. Đó là những cái tác hại lớn nhất mà rầy nâu nó âm thầm nó diễn ra thường xuyên để nó gây hại cho cây lúa, mà sau này cái kết quả là dẫn đến cái cháy rầy chẳng hạn. Đó là nó cũng do những cái yếu tố này. Ngoài qua nó truyền bệnh virus và cháy rầy đó ha. Thì cái yếu tố cháy rầy á là cái cuối cùng là mình thấy được cái hậu quả mà con rầy nó gây ảnh hưởng trên cây lúa, mà tới lúc đó thì gần như là thiệt hại hoàn toàn rồi. Cái lúa nào nó bị cháy thì gần như thiệt hại hoàn toàn cái diện tích bị cháy đó, ảnh hưởng hoặc là nó ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thì gần như là bà con bị thiệt hại. Thì cái việc cháy rầy này nó diễn ra thường xuyên, nếu mà bà con không có cái việc, không có biện pháp mà kiểm soát rầy, hoặc là kiểm soát không hiệu quả, hoặc là kiểm soát không kịp thời. Bà con lưu ý ha, hoặc là kiểm soát không kịp thời, hoặc là kiểm soát không hiệu quả, thì tất cả đều dẫn đến cái hậu quả là lúa chúng ta sẽ bị cháy. Thì cái việc này xảy ra cũng rất là thường xuyên đó bà con, nhất là những cái vụ đông xuân, những cái vụ canh tác chính của chúng ta mà để cái triệu chứng này xảy ra thì bà con sẽ thiệt hại nhiều đấy. Mà xin thưa bà con, công thọ thân mến, thì không biết, tôi biết được là công thọ ở ở khu vực Kiên Giang, thì cái vùng cũng sản xuất lúa rất là trọng điểm, cũng rất là lớn. Vậy thì không biết là trong cái quá trình đi công tác của công thọ ở Kiên Giang, thì công thọ có thấy được những cái tác hại, những cái triệu chứng như là cháy rầy do con rầy gây ra ở khu vực của mình hay không? Dạ vâng, kỹ sư Khoa, tất nhiên kỹ sư Khoa, tại vì hiện tại là làm ruộng thì bà con mình rầy nâu thì cũng thường xuyên rồi, tình hình cháy rầy thì cũng rất là nhiều, nhưng mà những năm gần đây thì theo công thọ thấy thì nó càng nhiều hơn xưa nữa. Thì kỹ sư Khoa có thể có cái nhận định gì về những cái tỉnh lân cận ngoài Kiên Giang hay không kỹ sư? Đúng đó, thưa công thọ, thưa bà con thân mến, thì không phải riêng ở Kiên Giang đâu, họ hỏi thì như vậy, nhưng mà các cái khu vực khác á, tất cả những cái nơi nào trồng lúa, nếu bà con chỉ cần lơ là hoặc là có cái việc kiểm soát không có hiệu quả, hoặc kiểm soát không kịp thời như tôi nói đó, thì đều là có cái diện tích cháy rầy ít nhiều. Mai thì năm vụ nào mà diện tích nó ít á, thì nó rất là đỡ cho bà con.
Nhưng mà bà con biết hiện nay tình hình á, rầy á, nó di trú rất là dữ, thành ra mình cũng không biết lúc nào là lúc trở thành dịch hại. Do đó bà con luôn luôn ở tinh thần cảnh giác cao độ mỗi khi là mình xuống giống một cái vụ mới ha bà con ha. Thì ngoài cái tác hại cháy rầy là thông thường mình dễ thấy, nhưng mà bên cạnh đó nó có cái tác hại là con rầy lúc nào nó cũng trong mình, nó có mang virus, nó có thể truyền những cái bệnh virus nếu nó gây hại sớm ở trên cây lúa. À, thường là bệnh vàng lùng và lùng xoắn lá đó. Thì nếu mà ruộng nào mà mắc phải rầy nâu mà nó truyền cái bệnh này ở giai đoạn sớm thì thiệt hại rất là nhiều, thiệt hại gần như hoàn toàn luôn. Tại vì cái lúa lúc này là gần như là nó không còn sử dụng được nữa, không sinh trưởng phát triển một cách bình thường nữa, thành ra không có bông gì đâu, thành ra gần như là thiệt hại rất là lớn. Chúng ta nên lưu ý nếu mà cái diện tích mà bị nhiễm cái này càng lớn chừng nào thì thiệt hại nó càng đáng kể chừng nấy đó. Thì làm thứ nhất là không khai thác được tiếp tục cái cây lúa mà bà sản xuất lại cái một cái vụ mới thì nó cũng trễ nải của bà con rất là nhiều. Do đó bà con lưu ý ha. Thì tóm lại có một vài cái lưu ý đối với tất cả chúng ta, nhất là trong cái vụ đông xuân sắp tới đó, thì những cái trà lúa sớm, những cái trà lúa sắp vô chính vụ thì bà con cũng nên lưu ý đối với đối tượng rầy nâu này. Thứ nhất là con rầy nâu nó có khả năng di trú rất là cao. À, bà con nên lưu ý nha, rầy nâu là cái loại là gây hại mà có khả năng di trú. À, nó di trú nó từ vùng này sang vùng khác, rồi từ những cái vùng lân cận, những cái khu nào mà đang thu hoạch thì nó sẽ chuyển qua những cái khu mà diện tích mới xạ. Do đó bà con nên lưu ý phải theo dõi thông tin, rồi phải có lưu ý các cái ví dụ như các cái bẫy đen gì chẳng hạn. Thì rầy nâu bà con lưu ý là nó sẽ đẻ trứng cao điểm, ví dụ nó di trú, bà con theo dõi bà bẫy đen, rầy vào đèn, thì sau khi nó vào đèn cao, mật độ cao đó, thì mình đoán nó là khoảng 3 tới 5 ngày sau là ở ngoài cái ruộng, cái khu vực của mình đang bẫy đèn đó, đang theo dõi đó, thì nó là bắt đầu nó đẻ những cái lứa đầu tiên. Thì bà con biết nó kêu rầy mà nó di trú là nó chỉ đi tới cái ruộng nào mà có cái nguồn thức ăn tốt, dinh dưỡng tốt thì để nó đẻ thôi, để nó di truyền cái nòi giống của nó, di truyền một cái lứa mới. Và bên cạnh đó bà con biết là nó mang theo những cái mầm bệnh virus rất là nhiều, nó sẽ truyền bệnh virus như tôi nói. Và đặc biệt là bà con lưu ý nè, con rầy nó hay lắm, nó rất là hay nha bà con. Nó sẽ đi tìm, nó biết những cái nơi nào có những cái trà lúa non, những cái trà lúa mà có thể để mà cho cái vòng đời con cái nó tiếp tục phát triển, nó mới đến. Nó rất là hay cái chỗ đó. Thì khi nó đến rồi thì nó ăn no rồi nó đẻ. À, bà con lưu ý ha, có một cái đặc điểm. Thì do trong cái cây lúa non của mình nó có những cái chất enzyme mà nó kích hoạt cho cái trứng của con rầy nó phát triển rất là mạnh, rất là nhanh. Để sau đó mà khi mà nó ăn no rồi thì chích những cái enzyme nó kích hoạt lên thì nó đẻ rất là dữ. Thì do đó nó luôn luôn đi tìm cây lúa non. Do đó cái giai đoạn lúa non bà con nên là để ý. Tại sao nó đẻ trứng mà bà con biết cái mật số rầy, con rầy một trong một con rầy cái nó mang tới 300-400 cái trứng, đẻ gần như đẻ ra là thành con hết, nó nở cái hiệu sức nở rầy rất là cao. Rồi thì sau đó thì cứ khoảng tuần lễ cho tới 10 ngày sau thì bắt đầu những lứa rầy đầu tiên bắt đầu sau khi đẻ bắt đầu nó nở ra rồi. Thì đó bắt đầu là khi nở ra tuổi 1, tuổi 2 bắt đầu dần dần là nó sẽ hút cây lúa, nó gây hại cây lúa bằng cách nó hút suy kiệt cây lúa. À, triệu chứng vàng vàng cây lúa đó, bà con tưởng là mất phân thiếu phân là do nó hút đó bà con. Hút càng dài bà con để càng lâu thì nào thì nó hút càng nhiều. Rồi nếu mà lúa của bà con mà còn dinh dưỡng, cây lúa còn giai đoạn sinh trưởng mạnh, bà con bón phân vô bà con bù lại, mà nếu nó còn trong đó thì nó tiếp tục nó ở lại bằng cách là cái tỷ lệ được cái lúc này con cái nó nhiều lắm đó, nó tiếp tục nó ở lại để nó duy trì một cái vòng đời nữa. Bà con thấy rất là hay ha, đặc tính của con rầy này rất hay. Chính vì vậy nó quá phù hợp để nó tiếp tục nó luân chuyển và nó di trú, rồi nó lại ở trong một cái ruộng bà con, nó tiếp tục nó gây hại nhiều nhiều giai đoạn của cây lúa. Do đó chúng ta phải có biện pháp kiểm soát nó ngay từ đầu và kiểm soát một cách triệt để và hiệu quả thì mới mong đứt cái con rầy. Mặc dù con rầy cũng là một cái con rất là to, dễ nhìn, dễ quan sát, nhưng mà chúng ta phải có một biện pháp. Thì có vài lưu ý, thưa bà con, có vài lưu ý để kiểm soát cái con rầy này như sau. Thứ nhất là bà con cần phải sử dụng giống kháng ha. Dĩ nhiên giống kháng rầy thì có cái hiệu quả để góp phần cái việc mà giảm cái tác động tác hại của rầy. Bà con phải bơ xạ thưa để dễ phun xịt, dễ nhìn nó, dễ kiểm soát, và phải bón phân cân đối để nó rất là thích. Lúa nào mà tốt nó rồi tốt dư phân thì nó rất là thích vô, nó hút dinh dưỡng ha. Bà con lưu ý rồi phải sử dụng nước một cách thật là hiệu quả để có thể che chắn gốc lúa ngay từ những cây lúa còn nhỏ, để tránh cái việc mà nó có cái chỗ nó di trú đến nó đậu.
để nó truyền bệnh chẳng hạn. Nếu giai đoạn sớm thì mình có thể áp dụng biện pháp quản lý nước này để cho thật hiệu quả. Và cái quan trọng cuối cùng cũng là sử dụng thuốc đặc trị nha bà con ha. Thì chuyện sử dụng thuốc đặc trị là cái điều tiên quyết rồi. Đối với con rầy này thì cũng phải sử dụng biện pháp sử dụng thuốc để kiểm soát nó thôi. Và bà con nên lưu ý, đối với con rầy, kiểm soát theo cái biện pháp 4 đúng rất là quan trọng. Thì xin hỏi công thọ, chứ ở khu vực Kiên Giang cũng như ở nhà của công thọ thì cũng có làm ruộng. Vậy thì không biết là bà con ở khu vực đó, rồi những bà con lân cận xung quanh mà công thọ biết á, thì cái việc mà người ta kiểm soát rầy nâu thì nó có hiệu quả và có cái trở ngại gì trong cái quá trình kiểm soát rầy nâu trong thời gian gần đây hay không? Hay là đã rất là tốt rồi, xin thọ cho ý kiến á. Dạ, cảm ơn kỹ sư Khoa ạ. Thì không riêng gia đình thọ không, mà kể cả những bà con lân cận, thì thông thường cái rầy nâu thì bà con mình thường là sử dụng thuốc đặc trị rất là nhiều. Nhưng mà trong những cái vụ gần đây thì cái thọ thấy thì cái khả năng mà hiệu quả của thuốc trên tác động trên tác dụng với con rầy thì không còn hiệu quả nữa. Thì cái nguyên nhân đó thì có thể nhờ cái sư Khoa mình có thể giải thích thêm cái điện đó được không ạ? Công thọ thân mến, thưa bà con kính mến, thì đó cũng giống như là chỗ trình bày công thọ, thì không phải riêng của ở khu vực công thọ thôi, nhiều bà con khác hiện nay cũng rất là than phiền là rầy nâu thì cũng không còn xa lạ, thì nó cũng nhiều lần nó gây thành dịch rồi gây tác hại rất lớn, bà con cũng luôn luôn cảnh giác, nhưng mà nhiều khi bà con đôi lúc là kiểm soát nó không còn hiệu quả nữa, mặc dù biết nó là đối tượng gây hại đó, nhưng mà kiểm soát dần dần cái hiệu quả không còn cao. Thì bà con biết không, đó là tính kháng của rầy nâu đó bà con. Rầy nâu là một cái đối tượng, một cái loại dịch hại mà có khả năng kháng thuốc rất là cao ha bà con, một loại côn trùng có khả năng kháng thuốc rất là cao. Do đó bà con nên lưu ý một cái đặc điểm kháng thuốc của đối với của rầy nâu. Thì ở trên bà con nhìn trên màn hình, bà con thấy cái hình đó nó thể hiện đối với trong cái phòng thí nghiệm người ta thử nghiệm á, thì hiện nay các cái loại thuốc ví dụ như thử nghiệm ở nhiều nơi, những cái nơi mà sản xuất lúa thâm canh, những cái nôi trồng lúa ví dụ như là Việt Nam nè, Thái Lan, Ấn Độ, thì người ta so sánh người ta thấy là đối với cái nhóm thuốc mà thông thường cái cột bên tay phải là imidaloprid, một cái loại thuốc mà phổ thông mà có khả năng diệt rầy từ trước tới nay lâu rồi, bà con cũng hay thường rất là dùng á, thường dùng, thì cái việc hiện nay mà kiểm soát rầy nâu bằng cái hoạt chất phổ thông này nè, nhiều bà con sử dụng này nè, thì nó đã kháng rồi. Cái phần màu đỏ, cái ô màu nào mà nó đỏ đỏ thì bà con biết là nó kháng rồi đó, nó kháng thuốc rồi. Nó kháng thuốc ở những cái nơi mà trồng lúa, trong đó có Việt Nam. Thì cái kháng bà con biết là cái chỉ số LD50, có nghĩa là thay vì bình thường á, cái liều là có 0.5 ppm thôi, bà con nhìn thấy trên màn hình đó là cái ô màu xanh nó 0.5 ppm thì đã diệt được 50% con rầy rồi. Nhưng mà bây giờ á, bà con đưa nó lên thành 20 ppm là bà con đưa nó gấp 40 lần so với bình thường, nó vẫn không chết, nghĩa là nó đã kháng ở cái ô màu đỏ, nó thể hiện điều đó. Thì đó, do đó bà con thấy thể hiện tính kháng của rầy nâu rất là ghê gớm, một khi nó không còn hiệu quả là không hiệu quả. Còn cái hình phía bên dưới, những cái ô bên dưới bà con thấy, thì đó là những cái hoạt chất thuốc mà phổ biến thông thường mà bà con gọi là thuốc cũng là đặc trị rầy đó, mà trước đây đặc trị rầy trước đây bà con đang sử dụng một khoảng thời gian trước đây rồi, và đến thời điểm này vẫn còn nhiều bà con sử dụng, thì những loại thuốc này cũng tương đối là phổ biến đó. Thì bà con thấy rõ ràng tất cả những loại thuốc này ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, thì các nhà khoa học đã thử nghiệm thì nó đều có biểu hiện tính kháng, rầy nâu đều có biểu hiện tính kháng với hoạt chất này hết, chứng tỏ là thông qua các cái chỉ số nó đều tăng gấp đôi, có nghĩa là cái liều kháng nó hiện nay là tăng phải gấp đôi hơn so với bình thường. Ví dụ cái chỉ số nó chỉ người ta chỉ cần có 3 thôi, mà này chỉ số vượt lên tới 6, thậm chí có tới 100+ nữa, là đối với những cái loại thuốc đó bà con phun tăng liều gấp đôi cũng không còn hiệu quả, mặc dù trước đây là những cái hoạt chất đó là đặc trị. Do đó bà con nên lưu ý cái tính kháng của rầy nâu nó rất là ghê gớm thì bà con lưu ý cái đặc điểm này. Thì với những cái khó khăn, với những cái trở ngại, nhất là cái tính kháng của rầy nâu như thế, thì để bảo vệ cái ngành trồng lúa, và có đó là cũng sự thách thức của khoa học, thì trong các cái nhà nghiên cứu người ta cũng cố gắng tìm ra, luôn luôn tìm ra những cái hoạt chất mới, những cái giải pháp mới để quản lý được cái đối tượng này.
Thì nhân cái chương trình quản lý rầy nâu, nhất là tính kháng của rầy nâu đối với cái hoạt chất phổ thông thông thường mà trước đây bà con đang sử dụng không còn hiệu quả nữa, thực tế là bà con đang thấy, thì chúng tôi giới thiệu bà con một cái giải pháp là sử dụng một cái sản phẩm mới, một cái sản phẩm thế hệ mới trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu với bà con đó là sử dụng sản phẩm Becena 106HC để quản lý hiệu quả rầy nâu. Đây là sản phẩm của do tập đoàn Corteva và Syngenta hợp tác sản xuất và được tập đoàn Adama hiện nay đang phân phối độc quyền cái dạng chai mới này đối đến với bà con. Thì xin mời bà con theo dõi trên màn hình đó, thì cái dạng chai là chai màu xám, nắp màu tím. Thì trong cái sản phẩm Becena này nó có cái đặc điểm gì mới bà con? Thì đây là một cái loại thuốc thế hệ mới. Bà con lưu ý đây là thuốc thế hệ mới. Thì đối với rầy nâu thì những cái loại thuốc thế hệ cũ thì hiện nay các cái hoạt chất cũ thì đã bị kháng ít nhiều, đều có cái khả năng tính kháng và hiệu quả nó giảm dần. Thì hiện nay là đây là loại thuốc thế hệ mới và có cái hiệu quả nhanh nhất, hiệu lực thì kéo dài. Và hiện nay rất là nhiều bà con nào đã có áp dụng thì đều tin dùng cái sản phẩm này. Và kiểm soát rầy nâu rất là tốt, nhất là những cái, kể cả những cái loại rầy nâu mà mình biết là nó có tính kháng và nó hay gối lứa. Rầy nâu là nó trong một cái vụ mình đã nói rồi, nó có nhiều lứa đó, nó ở lại, nó tiếp tục nó di chuyển cái này mà mệnh ha, di chuyển cái nồi giống đó ha, thì nó gối cái lứa này lên lứa kia. Thì hiện nay Becena cũng kiểm soát rất là tốt, và đặc biệt là dạng chai mới, thuốc thế hệ mới và dạng chai mới rất là tiện dụng, an tâm cho bà con, và quan trọng là an toàn cho thiên địch và môi trường. Đó là một số cái đặc điểm của Becena dạng chai mới này. Thì nói về cái thuốc thế hệ mới thì bà con mình biết là trong cái phân nhóm thuốc đối với thuốc từ trừ rầy á, thì hiện nay á, thì Becena được xếp vào một cái nhóm phụ mới hoàn toàn. Một cái nhóm phụ mới đây cũng là một cái nhóm thuốc tác động thần kinh, theo cái cơ chế là nó tác động vào cái thần kinh con rầy nha bà con. Nhưng mà đây là một cái nhóm phụ tách biệt hoàn toàn so với những cái nhóm trước đây, do đó con rầy nó chưa quen cái hoạt chất này, nó chưa biết, chưa có tạo được cái tính kháng đối với cái hoạt chất trong cái Becena này, trilumezobarium đó, thì nó chưa biết. Và cái chính vì những cái đặc điểm đó bà con khi đưa vào thì cái hiệu quả nó cực kỳ, hiệu quả cực kỳ tốt. Chỉ có một cái dạng thuốc vừa thế hệ mới, cái tác động thần kinh theo cái cơ chế là nó ức chế cái thần kinh con rầy, làm cho con rầy đờ đẫn từ từ rồi chết. Bà con lưu ý. Thì để mà sử dụng hiệu quả rầy nâu thì rầy nâu sẽ kiểm soát được tất cả các vòng đời của rầy nâu, từ cái giai đoạn mà ấu trùng nó mới vừa cái Becena kiểm soát được tất cả các vòng đời từ giai đoạn ấu trùng tuổi 1 cho tới dài, cho tới hết cái vòng đời nó tới cái giai đoạn trưởng thành luôn bà con. Thì tất cả các giai đoạn này đều được Becena kiểm soát một cách rất là hiệu quả. Và bà con nên lưu ý cố gắng bà con kiểm soát bằng những cái loại thuốc đặc trị, trong đó có sử dụng Becena này để đặc trị quản lý rầy nâu, và bà con phải chọn đúng thời điểm, chọn thật đúng thời điểm để quản lý hiệu quả. Thì tôi xin chia sẻ cái thời điểm mà quản lý hiệu quả đó là cái tuổi rầy. Bà con phải chọn đúng cái tuổi rầy bà con quản lý hiệu quả. Thứ nhất, nó có mấy tác dụng. Quản lý tốt cái tuổi 1 ở cái giai đoạn đầu của cái chu kỳ này nè bà con. Bà con thấy cái hình đó ha. Thì quản lý tốt ở giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 thì kiểm soát một cách rất dễ dàng và hiệu quả. Mà dễ dàng hiệu quả để làm chi bà con? Ngoài cái việc kiểm soát hiệu quả thì cái việc mà bà con tránh được cái việc mà bà con kiểm soát muộn á, là bà con gần như bà con nuôi con rầy nó lớn rồi bà con mới diệt. Thì lúc đó nó đã hút cây lúa của mình rồi, nó hút rất là nhiều dinh dưỡng. Mà chẳng những vậy, nó để lại cái tác hại nữa, nó làm cho cái lúa bị vàng, bị xuống sức. Do đó bà con nên kiểm soát tốt vào cái giai đoạn tuổi 1, tuổi 2. Đó là lý do để kiểm soát tốt tuổi 1, tuổi 2 để cho nó tránh những cái tác hại của nó gây ra. Thì nói tới vấn đề kiểm soát mà đúng cái giai đoạn này thì cũng muốn nhân đây thì hỏi công thọ, thì theo trong quá trình công tác cũng như là bà biết được những khu vực bà con xung quanh thì vậy chứ thì bà con có thường hay sử dụng thuốc rầy và kiểm soát đúng như cái giai đoạn tuổi rầy như tôi trình bày hay không? Thì xin công thọ cho biết với bà con có thường chọn đúng thời điểm để mà phun không? Dạ, ở đây thì theo công thọ thì đi làm với lại tiếp xúc nhiều bà con á, thì bà con mình thường là cái tuổi rầy thì bà con mình không chắc, nhưng mà bà con mình thường thường sử dụng trong giai đoạn là rầy mới vừa nở,
giờ khám thôi là nông dân mình đã sử dụng cái Bicina dạng chai này phun rồi và họ thấy là hiệu quả đạt rất là cao. Thì giai đoạn đó thì có thể kỹ sư Khoa có thể chia sẻ thêm về cái đó cho nó kỹ hơn được không ạ? Cảm ơn công Thọ. Thưa bà con thân mến, thì đúng rồi đó, như nếu bà con mà kiểm soát được đúng cái giai đoạn, cái tuổi rầy mà cần thiết để kiểm soát á, thì thứ nhất là nó kiểm soát hiệu quả, cái thứ hai là nó giảm được cái thiệt hại. Thì cũng dễ thôi bà con, cố gắng, mặc dù con rầy là nó to thật nha bà con, nhưng mà để mà phát hiện nó sớm á, cũng tương đối là khó, bằng cái nhiều cái yếu tố bà con lưu ý. Thứ nhất là bà con đón cái thời điểm mà rầy nó di trú nè. Rầy nó di trú như mình nhắc lại như hồi trước đầu chương trình tôi có nói đó. Và rầy di trú rồi đó thì khoảng chừng 5 ngày sau nó đẻ. 5 ngày sau nó đẻ, nó khoảng thêm 8 ngày nữa nó nở. Thì bà con đón từ cái lúc mà rầy nó vô đèn nhiều á. Mình ban đêm mà mình thấy rầy nó vô đèn nhiều, mình coi tivi thấy vô đèn nhiều đi ha. Thì khoảng nửa tháng sau thì là có lứa rầy đầu tiên bắt đầu nó nở rồi. Thì mình canh, mình chuẩn bị, mình đi thăm kỹ. Cố gắng mình nhìn dưới gốc lúa, tại vì con rầy cám nó mới nở ra tuổi 1, tuổi 2 nó trắng. Cũng dễ nhìn nhưng mà bà con phải có nước. Bà con vũ gốc lúa ra bà con mới dễ nhìn. Chứ nếu bà con nhìn lớt lớt thì lúc đó con rầy nó còn bé lắm. Nhiều khi là cũng khó nhìn á. Phải chịu ý kỹ. Thông thường bà con nếu mà bà con đợi cho tới rầy lớn, bà con dạch gốc lúa, bà con nó thấy nó nhảy lưng tưng, nó nâu hoặc là nó đen rồi ha. Thì gần như đó là tuổi nó thành trưởng thành hết rồi. Nó thành trùng hết rồi. Thì lúc đó là một cái giai đoạn khá là dài, khoảng 10 ngày rồi. Thì lúc đó 10 ngày đó bà con thử tưởng tượng với cái đội quân hùng hậu của nó, thì nó hút cây lúa ghê gớm, mất dinh dưỡng rất là nhiều. Do đó bà con cố gắng, bà con phải thăm đồng, đón những cái nhiều yếu tố và thăm đồng, chọn cái thời điểm rầy có cái giai đoạn còn trắng, còn ngà sữa đó, thì bà con phun lúc đó. Thứ nhất là hiệu quả rất là cao, hiệu quả rất là cao là dễ rồi. Thứ hai là đừng có thiệt hại năng suất, thiệt hại để sức sinh trưởng của cây lúa. Thì đối với Bicina thì bà con chọn đúng cái thời điểm như thế là bà con áp dụng sẽ rất là dễ dàng, rất là hiệu quả và cắt đứt lứa rầy một cách tuyệt đối trong cả cái vòng đời của nó ha bà con ha. Thì đối với Bicina thì có thể kiểm soát được các loại rầy, nói chung trong đó có rầy nâu, chủ yếu là con rầy nâu trên lúa của mình và con rầy lưng trắng, hai cái đối tượng là phổ biến là nguy hiểm, trong đó rầy nâu là cái đối tượng nguy hiểm phổ biến nhất mà bà con cần phải lưu ý trên cây lúa. Thì Bicina sẽ quản lý tốt cái đối tượng này. Thì để đi sâu hơn một chút xíu nữa thì đặc tính của Bicina thì nó có đặc tính vừa thứ nhất là tiêu diệt nhanh con rầy và thứ hai là nó lưu dẫn ở trong cây lúa. Thì bà con trên hình bà con thấy đó, người ta thử nghiệm, người ta phun thuốc lên trên cây lúa thì cái giai đoạn khoảng một ngày bà thầy con thấy cái vệt sáng nó tương đối ít, nhưng mà đến cái thời gian càng dài về sau 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày bà con thấy cái vệt sáng càng nhiều. Cái vệt sáng đó là người ta chụp chụp hình âm bản để người ta soi cái nồng độ thuốc. Cái nồng độ thuốc càng cao mà nó di chuyển ở trong cây lúa thì cái vệt sáng nó càng nhiều. Thì bà con thấy cái vệt sáng nó sẽ lưu dẫn tất cả các bộ phận của cây lúa. Thì bà con thấy chính vì vậy mà khi mà có bà con phun thuốc ở giai đoạn sớm rồi, con rầy thuốc nó đã lưu dẫn trong cây thì con rầy nó tiếp tục nó hút được cái lượng thuốc, thì nó càng nhiều thì càng dễ chết. Và những con rầy, ví dụ những con rầy mà nó chưa tiếp xúc được cái thuốc liền á, nó sau đó nó hút nó cũng vẫn chết dài dẳng hay bà con ha. Cái hiệu quả kiểm soát rầy á, vừa vừa lưu dẫn rồi nhưng mà kiểm soát nhanh, thì bà con có một cái hình bà con sẽ thấy là đối với Bicina thì việc kiểm soát mà 100% con rầy bà con phun xong thì khoảng chỉ 8-9 tiếng đồng hồ sau bà con ra thăm ruộng thì nó chết hết 50 con rồi. Rồi 29 tiếng sau, có nghĩa là khoảng một ngày rưỡi sau, thì bà con ra bà con thăm thì gần như nó chết hoàn toàn, nó chết trên 90%. Còn trong khi đó các loại thuốc mà gần như nó có tính kháng chẳng hạn, thì bà con phun rồi thì nó sẽ hiệu quả nó không cao, nó chết không, cái tỷ lệ chết nó rất là thấp, nên bà con lưu ý. Và kể cả nó chết còn chậm nữa thì chính vì vậy nó sẽ tiếp tục nó gây hại trên cây lúa của bà con. Một cái hình nữa cũng cho thấy bà con thấy khi phun xong là tốc độ có thể 30 phút sau thì một vài con nó, những cái rất là nhiều con nó đã thấm thuốc, con nào nó trúng thuốc thì nó chết, bà con thấy gần như là chết 50% luôn nữa, trong khoảng 30 phút thôi. Nếu mà bà con phun trúng nó một cách nhanh nhất, có nghĩa là nói là điều này nói lên việc gì? Đối với rầy bà con phun nhiều nước, bà con hướng vòi phun về phía gốc lúa, bà con phun càng nhanh trúng con rầy chừng nào thì hiệu quả nó càng nhanh chừng nấy. Nếu bà con ha, bà con lưu ý đặc điểm này ha. Ngoài ra thì cái lừa hiệu lực vừa nhanh rồi, hiệu vừa càng nhanh và đặc trị con rầy rồi, thì cái hiệu lực mà kéo dài, thứ nhất là nó lưu dẫn thuốc ở trong ruộng rồi, thì cái hình này để thể hiện cho bà con thấy là nó kéo dài. Ở đây chúng tôi nói là với bà con là kéo dài, Bicina có thể kéo dài cái khả năng quản lý rầy nâu 21 ngày.
Thì trên cái hình bà con thấy, đối với cái thời điểm ban đầu bà con thấy số 143 ha, khoanh tròn đó, thì đó là số con rầy ở cái giai đoạn mà chúng tôi thử nghiệm trên một cái bụi lúa, trên một cái bụi cái chậu lúa ha, thì 143. Nhưng mà khi phun xong một ngày á, thì cái hiệu quả, cái biểu đồ cho thấy là hiệu quả 90% rồi. Nếu phun Bcna hiệu quả 90% qua một ngày, ba ngày, rồi lên tới 7 ngày thì hiệu quả càng ngày càng cao. Ví dụ lên tới 7 ngày sau là gần như diệt hoàn toàn à, 99% à. Tới ngày thứ 14 là sạch lứa rầy luôn, sạch hết. Thì diệt gần như là hoàn toàn 100% rồi bà con. Trong khi đó những cái chậu mà đối chứng á, thì bà con thấy đến giai đoạn khoảng 28 ngày sau, thì bà con thấy từ 143 con thôi, một tháng sau một cái chu kỳ mới, một cái lứa rầy mới, thì mật số lúc này nó tăng lên gấp 4 lần, khoảng 500 mấy chục con. Bà con thấy nếu mà bà con kiểm soát không có hiệu quả thì cái nôi một cái lứa sau nó bộc phát rất là dữ. Do đó đến cái còn đối với Bcna thì đến cái giai đoạn mà 28 ngày, nghĩa một tháng sau, nó vẫn giữ vững là hiệu quả 100%, nghĩa là rầy nó đã sạch cái lứa đầu tiên rồi, thì lứa sau nó không còn cái nôi để mà nó phát triển nữa. Thì chứng tỏ là do bà con thấy là cái hiệu quả nó sẽ kéo dài bằng cách là nó quản lý một cách triệt để, quản lý một cách hiệu quả ngay từ lứa đầu. Thì khi áp dụng Bcna rồi thì ruộng của bà con sẽ được sạch gốc lúa. Cái quan trọng là cái gốc lúa nó sẽ sạch và nó xanh gốc lúa, thì nó thể hiện cái sức mạnh, cái sức khỏe của cây lúa ha bà con ha. Rồi thì trong một cái vụ lúa, chúng ta sẽ dự đoán cái giai đoạn nào trong cái cây lúa có cái nguy cơ cao nhất mà để kiểm soát rầy nâu hiệu quả. Thì thưa bà con nên lưu ý giùm tôi, trong cái giai đoạn trong cái thời gian sinh trưởng của cây lúa, thì bà con nên lưu ý nhất là bà con thăm đồng và phát hiện từ cái giai đoạn mà đẻ nhánh cho tới cái giai đoạn cuối giai đoạn làm đồng. Đây là cái giai đoạn mà cực kỳ nguy hiểm đối với con rầy. Mặc dù tác hại của con rầy bà con có thể thấy vào cái giai đoạn là trổ chín, là cháy rầy các thứ, nhưng mà cái mầm móng của nó là từ giai đoạn này đây bà con. Thì bà con phải cẩn trọng. Nhất là những bà con nào gieo xạ mà lúa khoảng 1 tuần cho tới 10 ngày mà bà con có thấy dấu hiệu rầy di trú, có nghĩa là rầy chữa đó, thì bà con trong cái mùa vụ đó bà con cũng nên lưu ý vào cái giai đoạn đẻ nhánh. Mặc dù bà con có thể lứa cái rầy di trú nó qua cái đợt rồi, rồi bà con phun thuốc rồi sạch rầy trong cái thời điểm đó rồi, nhưng bà con lưu ý tới cái, biết đâu nó đã có đẻ trong ruộng rồi, nó đến nó đã đẻ một cái lứa trứng trong đó rồi, bà con không kiểm soát được, thì tới cái giai đoạn đẻ chồi hoặc giai đoạn làm đồng nó bắt đầu nó nở, thì lúc này là cái lúc cao điểm chúng ta cần phải kiểm soát. Thì lưu ý bà con thăm đồng và phán đoán đúng cái thời điểm trong cái khoảng giai đoạn mà chúng tôi gợi ý này, để làm sao mà trong giai đoạn này bà con sử dụng Bcna một lần duy nhất vào cái lứa rầy phát sinh nội tại đầu tiên, vào cái lúc mà rầy cám nó nở, bà con sử dụng đúng cái giai đoạn này thì hiệu quả nó sẽ rất là tốt, để cho cả một cái vụ sau đó gần như là chúng ta sẽ không còn phải lo lắng để kiểm soát con rầy nữa, và không có tác hại cháy rầy. Thì cái liều khuyến cáo cũng rất là dễ. Hiện nay khuyến cáo bà con mình sử dụng đối với rầy nâu, ưu tiên sử dụng rầy nâu trên lúa là 250ml trên 1 hecta. Bà con có thể phun bằng bình đeo vai hoặc là phun ron gì cũng rất là hiệu quả hết, với điều kiện bà con áp dụng đúng liều là 250ml trên hecta, và bà con phun nhiều nước, phun thật kỹ và hướng vòi phun về phía gốc lúa, thì hiệu quả nó sẽ được cao nhất. Bên cạnh đó thì đối với Bcna thì bà con rất là an tâm việc xử lý Bcna trên rầy nâu trên lúa thì cũng rất là an toàn cho thiên địch. Thì thiên địch cũng là một cái nhóm đối tượng mà có thể hỗ trợ cho chúng ta để kiểm soát được rầy nâu trong cả một cái vụ. Thì đối với việc xử lý Bcna rồi thì cũng rất là an toàn cho các cái nhóm đối tượng thiên địch này, ví dụ như là kiến ba khoang hay là con bọ xích mù xanh, là những cái đối tượng mà có thể ăn thịt, có thể cạnh tranh chỗ ở với dinh dưỡng thức ăn với lại rầy nâu. Thì những cái đối tượng này có thể giúp chúng ta kiểm soát tốt, thì Bcna sẽ rất an toàn cho nhóm này. Ngoài ra trong cái vấn đề trong cái chủ đề mà quản lý tính kháng, thì bà con biết đối với con rầy nâu thì chúng ta biết cái tính kháng nó là nguy hiểm rồi ha. Thì một loại thuốc, đây là một cái giải pháp mới, một cái loại thuốc thế hệ mới. Bcna là một cái dạng thuốc thế hệ mới. Hiện nay thì rất là hiệu quả đối với nhiều bà con trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì để mà làm sao mà quản lý tốt rầy nâu mà duy trì cái việc hiệu lực của Bcna lúc nào cũng tuyệt vời như bà con hiện nay đang
đang mong chờ đó ha, cho nhiều vụ nhiều năm tiếp theo nữa, thì bà con nên lưu ý nên phun một lần trong một vụ và phun chọn đúng cái thời điểm phun thật là hiệu quả. Và phun rầy nâu thì bà con cố gắng chọn đúng cái giai đoạn là tuổi 1, tuổi 2, phun sớm để chúng ta kiểm soát dễ dàng và tránh cái thiệt hại trên cây lúa. Và cái nữa thì bà con cố gắng nếu mà có sử dụng trong một vụ nhiều lần để mà kiểm soát rầy á, nhiều lần để mà phun thuốc trừ rầy nâu á, thì nên luân phiên các loại thuốc với nhau để tránh có cái hiện tượng kháng chéo ha bà con, nhất là luân phiên các cái nhóm khác, cái nhóm phụ. Và cái điều quan trọng mà coi như là tiên quyết là bà con nên phun cho đúng cái liều. Bà con đừng có thấy rầy ít hay rầy gì bà con tự giảm liều hay gì, thì cái điều đó vô tình nó sẽ tạo tính kháng của rầy nâu rất là nhiều. Do đó bà con nên phun đúng liều và phun đủ nước. Thì đối với rầy nâu là bà con lưu ý cái đặc điểm đó là chính yếu. Thì tóm lại là khi bà con áp dụng cái giải pháp là sử dụng Bsina 106HC để kiểm soát rầy nâu á, thì thứ nhất là rầy nó được hạ gục nhanh và lưu dẫn kéo dài. Thì đó là cái đặc điểm rất có lợi cho bà con trong việc kiểm soát rầy nâu. Và cái nữa thì với cái dạng chai, dạng Bsina, dạng chai mới này, thì bà con sẽ được tiện lợi, an tâm hơn trong cái quá trình sử dụng. Bà con nên lưu ý đó là các đặc điểm bà con nên lựa chọn Bsina dạng chai mới để kiểm soát rầy nâu. Thì đối với Bsina dạng chai mới thì bà con có thể nhìn trên màn hình, bà con thấy đây là một cái loại chai màu trắng, nắp màu tím. Bà con có thể thấy là với cái tên đầy đủ là Bsina 106HC. Xuất xứ từ Singapore. Như trên chai ha, chai thì nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là tiện lợi bà con trong cái quá trình mà di chuyển, vận chuyển, lưu trữ này kia, nó rất là dễ. Cái dạng chai nó sẽ rất là dễ thao tác cho bà con trong đó, và được phân phối bởi tập đoàn Arama. Như trên màn hình bà con có thể thấy, chai màu sắc rất là bắt mắt. Và đặc biệt trong cái dạng chai này, để mà an tâm cho bà con sử dụng và chọn đúng cái hàng chính hãng, thì đây là một cái công nghệ mới, của công nghệ đặc biệt của tập đoàn Syngenta, đó là nhãn hai lớp ở bên chai, ở mặt sau của chai á, bà con có thể lột một cái nhãn ra, lột cái nhãn bên ngoài ra, thì bà con thấy bên trong có cái thông tin về Bsina. Thì đó là cái công nghệ rất là đặc biệt của Syngenta, đơn vị đóng gói cái dạng chai mới, một cái loại thuốc thế hệ mới như chúng tôi nói, và cái dạng chai mới này thì với cái đặc điểm và những cái đặc tính tiện dụng, cũng như là cái hiệu lực mạnh, cũng như lưu dẫn kéo dài thì chúng tôi vừa trình bày, thì hy vọng là Bsina trong cái vụ đông xuân này bà con đừng quên các cái đặc tính đó để chọn lựa một cách đúng đắn nhất, thời điểm cũng như chọn đúng cái thời điểm quan trọng nhất để sử dụng Bsina để kiểm soát rầy nâu trên một cái vụ lúa của mình thành công bằng Bsina, với cái câu khẩu hiệu là đòn quyết định. Bà con quyết định đúng thời điểm, bà con quyết định đúng sản phẩm, bà con quyết định đúng những cái thời cơ mà bà con cần phải xử lý Bsina đối với rầy nâu trên lúa, thì hy vọng là một cái vụ đông xuân sắp tới bà con sẽ thành công thắng lợi với cái năng suất tốt nhất trên ruộng của mình. Xin cảm ơn bà con. Dạ, vâng. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa. Nếu bà con mình mà có bất cứ cái thắc mắc gì thì bà con mình đừng ngần ngại nhé, và hãy gửi những câu hỏi bằng cái bình luận trực tiếp trên livestream này về chúng tôi, về số Alo Bác Sĩ Cây Trồng Khác. Arama sẽ dành những cái phần quà tặng cho bà con mà được lựa chọn những câu hỏi hay để gửi về chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến phần tiếp theo thì chúng ta cùng nhau thư giãn một xíu nha bà con. Thì chúng ta sẽ cùng tham gia một mini game nhỏ nhỏ thôi. Từ chương trình thì mini game cùng có 4 câu hỏi nha bà con. Thì công thọ xin được phép đọc từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 4. Thì bà con mình cứ bình luận một lúc 4 câu hỏi, trả lời đúng. Và đặc biệt là bà con mình nhớ tát thêm 3 người bạn mình vào để cùng tham gia chương trình và cùng theo dõi luôn nha bà con ha. Và nếu mà thể lệ bà con mình đã nắm rõ rồi thì công thọ sẽ đưa phần kỹ thuật cho công thọ câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Đâu là lợi điểm của Bsina 106HC dạng chai mang lại? A. Dạng chai tiện lợi, an tâm. B. Rầy chết nhanh sau 30 phút. C. Hiệu lực kéo dài 21 ngày.
Và D, tất cả đáp án đều đúng. Nếu nãy giờ bà con mình theo dõi cái giải pháp của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa thì câu 1 này cũng không làm khó khăn bà con mình đúng không ạ? Dạ, rồi xin mời qua cái thực cho họ câu hỏi số 2 ạ. Và câu 2 có nội dung như sau. Đâu là điểm nhận dạng của dạng chay Bersina 106XC? A. Nhãn chay hai lớp. B. Có logo Arama. C. A, B đều đúng. Và D. A, B đều sai. Và qua câu hỏi câu 1 và câu 2 thì con Thọ tin chắc rằng hai câu này thì bà con mình đã nắm trong lòng bàn tay rồi hả bà con? Và chưa có chuyện hết thì bà con Thọ đã thấy có một số cái đáp án đã gửi lên cho chương trình rồi ạ. Dạ. Tiếp tục thì trước khi đến câu hỏi số 3 thì bà con mình cùng nhau theo dõi nghe một cái đoạn ghi âm nha bà con. Rồi câu hỏi số 3 sẽ nằm trong đó ạ. Và xin mời quý thực ạ. Một con, hai con, ba con, ta lạ luôn. Rầy ơi là rầy, rầu ơi là rầu. Chuyện chi mà hết rầy rồi rầu vậy anh hai ơi? Tôi đang đếm rầy nè. Mới hôm kia có mấy con à, nay là tè le luôn. Anh coi kìa, mấy chấm lúa vàng khè đằng đó đó, đang cháy rầy kìa. Không rầu thì biết làm gì trời. Đừng lo anh hai ơi, tại Bersina 106HC liền đi. Quất một đòn quyết định là chẳng đứng rầy liền hả? Bersina nào đó chú? Thì Bersina, dạng chai chính hiệu, được phân phối bởi tập đoàn Adama. Chứ Bersina nào nữa anh hai? Bersina dạng chai này sử dụng tiện lợi lắm luôn đó. Của Adama hả? Của Adama ngon à. Chà, vậy mà tôi không nhớ ra ta. Xài liền, xài liền. Adama mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp. Và cái câu hỏi số 3 có nội dung như sau ạ. À, câu nói nào có xuất hiện trong đoạn ghi âm vừa rồi? A. Rầy ơi là rầy, rầu ơi là rầu. B. Tá lả luôn rồi. C. Bersina đòn quyết định. D. Tất cả các đáp án đều đúng. Dạ, câu 3 này thì bà con mình theo dõi đoạn ghi âm thì cũng không có khó khăn gì đúng không ạ? Và thì công Thọ xin nhắc lại bà con mình một vấn đề nha, là bà con mình đợi có hết 4 câu hỏi bà con mình lựng một lúc rồi bà con hãy gửi lên nhé bà con, tại vì họ thấy là bà con mình gửi câu nào cũng gửi hết thì đó không đạt yêu cầu của chương trình ạ. Dạ, và mời câu hỏi số 4 ạ. Dạ, câu số 4 có nội dung như sau ạ. Tỉnh nào của nước ta mà tên gọi vừa có rừng vừa có đồng? A. Lâm Đồng. B. Đà Nẵng. C. Bình Định. D. Hồ Chí Minh. Dạ, câu hỏi số 4 này về cái tỉnh của đất nước Việt Nam chúng ta thì nếu bà con mình mà nhìn cái tấm hình phụ kế bên á thì bà con mình biết là cái địa điểm nào quen thuộc rồi đúng không bà con? Đó chính là thành phố Sương Mù. Và cái địa điểm tỉnh này thì bà con mình nhắc tới thành phố Sương Mù thì bà con mình sẽ nhớ tới ngay cái tỉnh này luôn nha bà con. Và câu hỏi số 4 này coi họ thấy thì không thể nào thấy khó khăn bà con mình được. Dạ. À, qua 4 câu hỏi vừa qua thì công họ hiện thấy thì bà con mình gửi đáp án rất là nhiều rồi ha. À, và bà con mình vẫn, nếu bà con mình vẫn chưa có đáp án á thì bà con mình đừng có buồn nha. Và tại vì bà con mình có thể theo dõi chương trình ngày hôm nay vào ngày mai thì cái mini game này bà con mình có cơ hội trúng thưởng về sau nha bà con, thì bà con mình cứ thảnh thơi tham gia và gửi những câu trả lời và đúng cho bà con mình nha. Và chúc bà con mình sẽ nhận được phần quà may mắn từ chương trình nha bà con. Và Adama mà nhớ kỹ bà con, và Adama sẽ công bố vào thứ ba tuần sau thì bà con mình nhớ theo dõi nhé. Và không đợi bà con mình chờ đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cái phần mà bà con mình thường trao đổi và thường tìm hiểu về cái những cái sản phẩm và sâu hơn nữa, đó là câu giải đáp thắc mắc của bà con mình từ kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa. Và công họ sẽ đọc một câu hỏi đầu tiên của một vị khán giả có Facebook có tên là Văn Thị Nguyễn. Thưa kỹ sư, bệnh rầy nâu gây ảnh hưởng đến lúa như thế nào? Nếu lúa đang phát triển, mật độ như thế nào được gọi là nhiều ạ? À? Kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa có thể giải thích câu này được không ạ? À? Là anh ghi lộn chữ rầy thành chữ bệnh ạ. À. Rồi, xin cảm ơn công Thọ. Xin chào tài khoản Văn Thủy. Thưa bà con thân mến, thì hỏi rầy nâu thì tác hại như thế nào, thì nếu bà con nào trồng lúa mà từng hoặc là nghe đâu đó mình chưa từng bị rầy nâu nó gây hại nặng, thì cũng nếu bà con làm ruộng ở khu vực của mình xung quanh thì chắc đâu đó cũng có nghe hoặc cũng có chứng kiến
những bà con khác có bị, có đôi lúc thì bị rất là nặng, bị cháy rầy. Còn nếu bà con nào lơ là kiểm soát không tốt thì cái thiệt hại đó thì rất là đáng kể. Cái việc cháy rầy là cái việc xảy ra thường xuyên, nhất là những cái vụ lúa chín, ví dụ như là đông xuân sắp tới đó, thì bà con nên lưu ý những cái lúc này thì cần phải cảnh giác. Nhất là các cái giai đoạn như mới nãy cái bài trình bày chúng tôi đã có chia sẻ, cái hậu quả nó là gây cháy rầy về lúc sau thì mình thấy rõ rồi. Giai đoạn sớm có thể giai đoạn trong lúc trước khi trổ vẫn có bị cháy rầy, nhưng mà cháy rầy cũng là hậu quả thôi bà con ạ. Còn cái lúc mà chúng ta chọn được cái thời điểm chúng ta kiểm soát nó, thông thường từ cái lúc mà con rầy nó phá hại mạnh cho tới cái lúc mà chúng ta thấy cái biểu hiện mà cháy rầy như trên hình ấy, thì đâu đó khoảng nửa tháng sau rồi, thì cái hậu quả lúc đó là con rầy nó gây hại trước đó rồi. Về nguyên tắc chung, nếu mà con rầy tới cái lúc mà giai đoạn cháy rầy, mà cháy rầy trên một cái diện lớn á, cây lúa nó đã già thì gần như nó đi rồi, nó di chuyển hết rồi, nó hết một cái lứa. Còn chúng ta nên lưu ý chọn cái thời điểm chúng ta phun á, thì phun vào cái quản lý vào cái lúc mà con rầy nó đang trong cái giai đoạn từ tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3. Những cái tuổi đó nó cần phải ăn thật là nhiều, nó ăn để nó lớn, để thì nó hút cây lúa, nó gây tác hại lúc đó. Lúc đó mới là cái lúc thật sự là mình cần phải ngăn chặn nó ngay, mình kiểm soát ngay. Thì cái mật số thông thường khoảng 3 con trên một tép thì chúng ta là coi như là rất là nặng rồi. Thì chúng ta nên khi mà dạch gốc lúa ra chúng ta thấy có rầy nâu thì mau mau mua thuốc kiểm soát. Chứ lúc đó nếu mà đợi mà suy đoán để mà tính cộng trừ nhân chia trên cả ruộng mà tính ra trung bình đó, thì nguy hiểm lắm bà con. Về nói về mật số thì chúng ta thay nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta để mà thấy phát hiện được con rầy nâu thì chúng ta nghi ngờ là cả ruộng chúng ta là có rầy nâu, đã có chỗ nhiều chỗ ít, và có rầy nâu xuất hiện thì là cần phải quan tâm tới kiểm soát, chứ không thể ngồi chờ nó đến khi cái ngưỡng nào. Tại vì khi con rầy nâu nó không thể nào nó lạc một vài con, nó không có lạc bầy một vài con để nó đến, mà thường nó di trú rồi đến nó đẻ là nó đã có cái môi trường rồi. Mà khi nó thấy nó là bắt đầu nó có dấu hiệu bùng phát, mai ra thì chúng ta thấy nó ít, có nghĩa là giai đoạn sớm, thì chúng ta mau kiểm soát giai đoạn sớm đó là kịp thời nhất. Chứ còn chúng ta thấy mà ở dưới gốc lúa dạch ra mà chúng ta thấy đen con hết, rất là nhiều con nó bu mà nó nhớt gốc rồi á, thì lúc này là hậu quả rồi, chứ không phải là kiểm soát nữa, không phải là kiểm soát kịp thời nữa. Do đó chúng ta nên lưu ý cái khi phát hiện rầy nâu, do đó cái việc thăm đồng đối với con côn trùng thì thăm đồng, thấy nó xuất hiện thì mau kiểm soát nó được rồi, chuẩn bị kiểm soát hoặc là kiểm soát nó được rồi, chúng ta có tư thế phòng bị lúc đó là hợp lý. Thì khuyến cáo mình sử dụng BCNA 106HC là cái thuốc mà hiệu quả nhất hiện nay để kiểm soát đối tượng này ha. Xin cảm ơn anh. Dạ, vâng, cảm ơn câu trả lời của sư Nguyễn Đông Hòa. Và bà con ơi, Thọ xin nhắc lại bà con mình một vấn đề nha, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng luôn. Đối với rầy nâu thì bà con mình cứ chủ động, mình phải chủ động thăm ruộng nha, thường xuyên thăm ruộng để phát hiện và quản lý kịp thời mới hiệu quả nha bà con, chứ mình đừng nên bị động, sẽ rầy nâu nó sẽ gây hại rất nặng bà con mình ha. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi thứ hai của chủ Facebook có tên là Kim Lê. Câu hỏi như là: vụ đông xuân tới tôi chuẩn bị xạ giống đại thơm 8 nên tôi rất sợ rầy. Cho tôi hỏi vì sao các loại giống lúa thơm thường bị rầy tấn công rất là nhiều, và tôi muốn hỏi thuốc BCNA của công ty có hiệu quả cao và hiệu lực kéo dài để giảm lần phun thuốc và giảm chi phí trong một vụ hay không, và BCNA có trị được rầy kháng thuốc hay không. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin câu hỏi là xin mời cái sư Pha giải thích cho cô ạ. Dạ, cảm ơn tài khoản Kim Lê. Thưa bà con thân mến, thì mình trả lời từ dưới lên đi ha bà con ha, là hỏi là BCNA có kiểm soát được rầy nâu hay không. Thì xin thưa chị là BCNA kiểm soát rất là hiệu quả, gần như là hiệu quả nhất hiện nay mà theo bà con mình đánh giá. Chúng tôi tiếp xúc nhiều bà con đã có sử dụng BCNA rồi trong 1-2 vụ qua, thì hiện nay công nhận đây là sản phẩm số 1 về trừ rầy hiện nay. Thì bà con tin dùng cái sản phẩm này thì nó trừ rầy vừa nhanh vừa triệt để mà vừa hiệu quả. Thì đó là tổng hợp lại các cái yếu tố, thì khi mà phun vô thì nguyên cái lứa rầy nó được kiểm soát. Thì chỉ cái mục tiêu cuối cùng thì bà con mình thích nhất là khi mà phun BCNA
thì nó kiểm soát được lứa rầy và không cần phải phun lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cái đó là cái yếu tố cuối cùng nhất bà con mong muốn. Và bên cạnh đó thì đối với Bcna dạng chai mới này để tiện lợi cho bà con nữa thì rất là nhiều bà con thích. Do đó cái việc mà kiểm soát rầy không có hiệu quả mà phun lặp đi lặp lại nhiều lần đối với các cái loại thuốc mà nó đã, một khi nó đã kháng thuốc, con rầy nó có cơ chế kháng thuốc đối với những hoạt chất đó rồi, đối với một cái loại thuốc nào rồi á, thì bà con nên lưu ý thì hạn chế sử dụng hoặc là không nên sử dụng những cái loại thuốc mà nó có cái đặc điểm đó nữa, thì mới mong là cái việc hạn chế được cái việc là phải phun lặp đi lặp lại. Chứ cái việc mà một khi con rầy nó kháng thuốc, bà con có tăng liều lên thì vẫn không giết được hoàn toàn một cái quần thể rầy, không cắt đứt được cái lứa rầy, thì nó vẫn còn tiếp tục nó sanh sản và nó gây hại tiếp tục. Nên do đó chúng ta phải cắt đứt lứa rầy. Thì hiện nay giới thiệu mình Bcna một lần nữa. Và chị hỏi một cái vế nữa, thì hỏi tại sao mà lúa thơm thì nó thường hay nhiễm rầy. Tin thưa bà con mình, tất cả các giống lúa đều có khả năng bị rầy nâu gây hại hết nha bà con. Cũng không có, chúng tôi thì thường hay khuyến cáo bà con sử dụng thì có giống thì nó kháng rầy, cơ chế kháng rầy hiện nay thì không có, chưa có triệt để hoàn hảo, chỉ có khả năng là kháng nhẹ với rầy nâu thôi, chứ không hoàn toàn kiểm soát được rầy nâu bằng cái biện pháp giống, chỉ đơn độc một biện pháp thì chưa thật sự hoàn hảo trong giai đoạn hiện nay. Do đó bà con nên lưu ý, đối với tất cả những loại giống thì đều có khả năng bị rầy gây hại hết, nhưng mà chỉ có nặng hay là nhẹ hay thôi, nó cũng rất là tùy nhiều cái điều kiện nữa. Do đó đối với người trồng lúa nói chung thì khi đã trồng lúa rồi thì cái việc kiểm soát rầy nâu thì cũng nên lưu tâm, chứ không có nên là nói tôi trồng giống kháng thì chắc là không cần phải, thôi nó bu nhiêu rầy nó gây hại nhiều thì cũng không sao đâu, thì không phải như vậy nha bà con. Giống kháng nó chỉ giúp một phần nào đó hạn chế cho cái việc rầy nâu đỡ tác hại thôi. Còn riêng đối với giống, những cái loại giống lúa thơm thì do cái đặc điểm của nó chung, do cái gen di truyền của nó là những cái giống mẫn cảm, thì cái giống mẫn cảm là thường nó bị gây hại nặng. Thì do đó đối với những cái giống mà càng mẫn cảm, nhất là những giống lúa thơm, giống cao sản, đặc tính thơm nữa ha, ví dụ đài thơm, jasmine này kia đó ha, thì những cái giống đó thì nó luôn luôn là thu hút, là do nó không có cái cơ chế kháng thôi, thì nó bị nhiễm rầy nặng hơn. Thì nếu mà bà con kiểm soát chậm trễ một chút thì nó bộc phát rầy càng nhanh và nó gây hại nặng, thì cái tác hại nó nhiều hơn so với giống khác. Thì đó là cái vài cái đặc điểm chúng ta cần phải lưu ý, nhất là những cái giống thơm như chị nói. Xin cảm ơn chị cùng bà con ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa và cũng cảm ơn câu hỏi của chị Lê ạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ hai của Facebook có tên là Đức Nguyễn. Tôi được biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rầy nâu kháng thuốc là do sử dụng một số loại thuốc hóa học quá nhiều trong một vụ. Cho tôi hỏi, nếu sử dụng thuốc, có làm cách nào để quản lý tính kháng của rầy nâu trong vụ đông xuân hiệu quả nhất ạ? Dạ, xin mời cái sư khoa mình giải thích câu hỏi này của anh ạ. Thưa anh Đức Nguyễn, thì cùng bà con thân mến, thì đúng đó, đối với loại côn trùng, mà trong đó côn trùng nói chung và trong đó có rầy nâu nói riêng, thì nếu mà trong một cái quần thể á, ví dụ nó có 10 con, nó có 100 con đi cho bà con dễ hình dung, 100 con thông thường một cái loại thuốc mà bà con kiểm soát á, trừ khi trong phòng thí nghiệm mình phơi cái con rầy ra, mình đưa thuốc vào nó dễ dàng chính trúng thuốc nó thì nó hiệu quả tuyệt vời. Còn bên ngoài nó rất là nhiều điều kiện, nhất là con rầy ví dụ nó ở trong gốc lúa nữa, cái biện pháp mà bà con phun xịt nó không có hoàn hảo, nó không có trúng nó hoàn toàn, thì cái việc một cái loại thuốc mà bà con một cái quần thể nó bà con kiểm soát được 90% hay 80% hay thậm chí thấp hơn nữa, thì chính cái số lượng còn lại đó là cái nó tiếp tục nó sinh sản, nó phát triển. Do đó cái việc mà phun những cái loại thuốc hiệu quả thấp, hiệu quả mà nó đã có tính kháng rồi, bà con phun cái hiệu lực nó càng thấp nữa, thì cái lượng côn trùng, cái lượng mà cái lượng quần thể của nó còn lại nhiều thì nó tiếp tục nó sanh sản ra càng nhanh. Thì cái việc mà trong cùng một cái vòng đời, trong cùng một cái thời gian sinh trưởng của một mùa vụ của cây lúa mà bà con lặp đi lặp lại cái việc đó quá nhiều lần thì dễ tạo nên cái tính kháng của một cái quần thể cụ thể nó ở trên ruộng trong cái thời điểm đó. Do đó bà con nên lưu ý là việc kiểm soát rầy nói riêng và côn trùng nói chung là phải kiểm soát làm sao cố gắng triệt để. Thì đối với cái vụ đông xuân mới này thì không gì khác hơn, hiện nay chúng tôi luôn luôn
cáo với bà con mình phải kiểm soát rầy nâu bằng thuốc thế hệ mới. Thì thuốc thế hệ mới nhất hiện nay đối với chúng tôi chia sẻ bà con mình đó là cái Becina với hoạt chất Trilumezoberim có trong cái Becina 106 HC dạng chai mới này, coi như là thuốc thế hệ mới. Thì thuốc thế hệ mới này là giúp bà con mình quản lý một cách triệt để cái quần thể rầy nâu, và nó chưa tạo cái tính kháng thuốc ở trong những cái quần thể mà rầy nâu đã biết từ trước tới nay. Còn những cái quần thể mà rầy nâu hiện nay là nó lưu truyền từ năm này sang năm khác, là ít nhiều nó đã nhiễm những cái hoạt chất trước đây rồi, thì bà con xài đi xài lại những hoạt chất đó thì dĩ nhiên nó sẽ dễ có tính kháng. Chưa kể cái việc mà cái biện pháp kỹ thuật bà con phun nó không đạt hiệu quả cao thì nó dễ dẫn đến tính kháng nhiều hơn. Còn đối với Becina thì hiện nay bà con kiểm soát sẽ dễ dàng kiểm soát được 100% cái mật số của cái quần thể rầy nâu trong cùng một lứa. Chỉ có việc là bà con cố gắng, bà con phun thật nhiều nước, bà con hướng vòi phun về phía gốc lúa, bà con phun trúng đích con rầy và bà con phun thật là kỹ đúng liều thì cái việc kiểm soát rầy nâu sẽ càng triệt để hơn, thì sẽ góp phần giữ vững cái hiệu lực của Becina trong một cái thời gian dài cho vụ, trong cùng một vụ và cũng như là cho nhiều vụ tiếp theo. Xin cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo của một vị mà của một bà con là tên là Hùng Dũng Trần. Anh này cũng là fan cứng của chương trình nhé bà con. Anh có đặt một câu hỏi là nông dân gần ruộng tôi sử dụng Becina 106 HC vụ thu xuân trước thì thấy rất là hiệu quả. Nhờ kỹ sư chia sẻ và hướng dẫn cách sử dụng để trong vụ đông xuân này đạt hiệu quả cao hơn nữa. Dạ, xin mời câu trả lời của giải thích của anh Khoa. Cảm ơn anh Hùng Dũng Trần. Thưa bà con thân mến, thì câu trả lời, câu hỏi của anh cũng là câu trả lời của tôi. Đó là ruộng kế bên của anh đã vụ trước đã sử dụng Becina 106 HC rất là hiệu quả. Đó là chứng thực của rất nhiều bà con. Cảm ơn những bà con đã sử dụng sản phẩm Becina và đạt cái hiệu quả tốt nhất. Đó là cái mong muốn của chúng tôi mang đến những cái giải pháp để giúp cho bà con mình quản lý được đồng ruộng cũng như là gia tăng năng suất. Bà con kiểm soát được rầy nâu là đồng nghĩa với việc bà con đã gia tăng năng suất chính trên cái đồng ruộng của mình rồi đó bà con. Thì để hướng dẫn cho anh cũng như nhiều bà con khác trong cái vụ đông xuân tới mà quản lý rầy nâu thật hiệu quả, thì nó có cái việc sử dụng thuốc là một cái công cụ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con một cái giải pháp cũng như là một cái công cụ, đó là Becina 106 HC dạng chai mới này với thuốc thế hệ mới. Nhưng mà cái việc sử dụng công cụ đó nó kèm theo vài cái điều kiện để làm sao mà nó đạt hiệu quả tối ưu nhất, triệt để nhất như chúng ta mong muốn thì nó mới thật sự là tốt. Thì cái công cụ này sử dụng để hiệu quả thì bà con góp phần để công cụ nó phát huy tối đa tác dụng là chọn đúng cái thời điểm, bằng cách bà con phải theo dõi các cái thông tin đại chúng xung quanh coi cái rầy di trú như thế nào, thì chúng ta đoán cái thời điểm mà rầy có thể nó sẽ phát sinh trong ruộng chúng ta, để chúng ta đi thăm đồng thật là kỹ, chứ không phải là thăm đồng qua loa mà thăm đồng thật là kỹ, và đoán trong cái giai đoạn cây lúa từ khi giai đoạn đẻ nhánh tích cực, có nghĩa là nó khoảng lúa khoảng chừng 25-30 ngày, đến giai đoạn mà lúa khoảng gần trổ, có nghĩa là khoảng 55 ngày, 60 ngày, thì giai đoạn đó là cái giai đoạn chúng ta cần lưu ý nhiều nhất, và cộng hưởng các yếu tố đó lại với nhau thì chúng ta thăm đồng kỹ, dạch gốc lúa xem để phát hiện rầy sớm, thì áp dụng Becina vào cái giai đoạn này, nhất là cái lứa rầy đầu tiên mà nó nở ra trong ruộng mà rầy cám á, mình thấy dấu hiệu rầy cám mà lứa rầy đầu tiên thì thông thường nó sẽ rơi vào cái giai đoạn như tôi vừa mô tả. Thì lúc này chúng ta mang Becina ra để quản lý cái lứa rầy này thì là cái hiệu quả nó đạt cái hiệu quả tối ưu nhất, bằng cách là kiểm soát được rầy rồi, nhưng mà kiểm soát được rầy lứa này và phun xịt thật là hiệu quả rồi thì nguyên cả một cái vụ từ giai đoạn đó về sau trong ruộng chúng ta không còn những cái con rầy có thể tiếp tục để gói lứa hay là hoặc là nhân mật số lên để tiếp tục gây cháy rầy ở cái giai đoạn về sau lúc lúa trổ. Thì chúng ta cái điểm yếu nguyệt, cái điểm lưu ý là cái chỗ này bà con cố gắng kiểm soát cái lúc cái giai đoạn cây lúa còn giai đoạn đồng đồng chẳng hạn,
thì cây lúa nó còn nhỏ, rầy nó còn, chúng ta phun xịt nó rất là dễ. Nếu mà nó đã phọc phát rầy cám trong này thì chúng ta bỏ qua thì nó cũng không tự qua đâu, nó tiếp tục nó sẽ lây lan cho tới nó gây hại tới giai đoạn trổ chính luôn. Do đó chúng ta phải kiểm soát thôi, ít nhiều gì cũng phải kiểm soát, tại vì có mà có nó thì nó tiếp tục nó gây hại, nó lưu truyền trong đó, nó phát triển một số chứ đâu. Thì do đó chúng ta phải kiểm soát đúng cái giai đoạn này, có phát hiện là phải kiểm soát, và kiểm soát triệt để rồi thì sạch lứa rầy. Con rầy nó sẽ không di trú bất thình lình, rất là ít trường hợp nó di trú bất thình lình. Nếu nó có di trú, bà con, nó sẽ di trú đến những cái ruộng, đến những cái ruộng non, những cái ruộng mới, gây hại rất là nặng. Còn đa phần những cái ruộng mà gây cháy rầy là đa phần là ruộng đó đã có nhân mật số qua một hai cái chu kỳ rầy ở trong ruộng của mình, do chúng ta kiểm soát không triệt để thì sau đó nó sẽ cháy rầy nặng. Và nếu mà để giai đoạn cháy rầy về lúc trổ chính thì cái việc mà phun rầy nó đã là khó, cũng là cả một vấn đề. Do đó chúng ta kiểm soát giai đoạn cái lứa rầy đầu tiên là rất quan trọng, ha bà con ha. Mến chúc anh thành công cùng bà con ạ. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa ạ. Và bà con ơi, ngoài cái vấn đề kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa đã chia sẻ cùng bà con mình, thì bà con mình cứ cũng phải nhớ rất là kỹ cái sản phẩm Vecina 106 sơ dạng chai, cũng rất là tiện lợi cho bà con mình sử dụng. Hiệu lực kéo dài, hiệu quả trong vòng 30 phút là rầy chết và kéo dài được 21 ngày. Đó là cái hữu dụng và tiện ích của sản phẩm Vecina dạng chai mang lại. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của Facebook có tên là anh Tư Phan. Vecina có việc được chứng rầy không kỹ sư? Nếu tôi phun thuốc sớm có hiệu quả và hiện tôi thấy rầy mới di trú về chưa gây hại nhiều, mà sau khi đã trứng thì gây hại lại nhiều, thì câu hỏi này xin mời kỹ sư Khoa giải thích cùng anh ạ. Cảm ơn tài khoản Tư Phan. Thưa bà con thân mến, thì hỏi tại sao mà rầy nó bay đến thì không thấy nó gây hại nhiều, nhưng mà đến khi thấy trứng rồi sau đó lại gây hại nhiều. Đại khái là câu hỏi tôi tóm tắt lại như sau. Thì đối với con rầy trước đi, rồi hỏi mình sẽ trả lời cái Vecina diệt rầy như thế nào. Thì đối với con rầy, bà con biết á, đối với con rầy mà di trú á, con rầy đa phần nó di trú á, là nó đã hết thức ăn, mà nó di trú rồi nó đi tìm nguồn thức ăn mới để nó nhân mật số, để nó di truyền cái con cháu nó tiếp theo. Thì nó đi tìm, nó rất là thông minh, mình nói nó rất là thông minh bà con, nó đi tìm những cái nơi thức ăn ngon cơ mà. Những cái ruộng mà mới bắt đầu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh này kia đó, giai đoạn cái lúa mạ này kia đó, thì thường là rầy di trú nó sẽ di trú đến đó. Nó rất là hay chỗ đó, là nó di trú đến. Nó hay hay không là tình cờ hay không, nhưng mà thiên nhiên nó báo hiệu gì đó bà con. Thì đó là cái đặc điểm của con rầy, mà nó đến rồi nó ăn, nó hút quyết liệt, nó ăn, nó hút cây lúa. Thì tôi đã nói rồi, nó hút cây lúa, nó có trong cây lúa, nó có cái yếu tố để nó kích hoạt cái trứng nó. Nó phát triển rất là nhanh. Thì sau đó là nó đẻ liền à. Thì bà con thấy rầy di trú vài bữa cái nó mất tiêu. Khi nó đi di trú đến thì khoảng tuần lễ sau là bà con thấy nó lặn mất tiêu. Thật ra là nó truyền một cái thế hệ mới, nó cực kỳ hùng hậu ở trong cái cây lúa chúng ta đang nuôi giùm nó đó. Thì nó đẻ trứng trong đó rất là nhiều. Rồi sau đó thì nó qua hết vòng đời, nó hết tuổi đời của con mẹ nó thì nó chết. Thì nhưng mà trứng nó tiếp tục khoảng chừng 10 ngày sau là nó lại nở ra, 8 tới 10 ngày sau chẳng hạn. Bắt đầu nó nở ra từ từ. Nó có nhiều cái giai đoạn nở sớm nở muộn. Do đó chính vì khi nở ra rồi thì con nó tiếp tục nó ăn cây lúa này rất là ngon nè. Nó hút dinh dưỡng cây lúa, thì lúc đó cái đoàn quân của nó mật số nó rất cao. Hồi đó cây mẹ, con mẹ thì chỉ có một con thôi. Nhưng mà tới cái đoàn quân nó hút lúc này thì một con nó nhân lên gần 400 lần, 3 tới 400 lần, thì bà con biết cái mật số nó rất là khủng khiếp. Chính vì 3 400 lần này nó hút cây lúa thì chính vì cây đó cây lúa sẽ vàng đi một cách rất là nhanh chóng, nếu cây lúa còn non vàng đi một cách rất là nhanh chóng nhé bà con. Còn đối với nếu mà nó cứ bà con cứ không kiểm soát được nó tốt, nó qua thêm một hai thế hệ nữa thì tới cái giai đoạn mà lúa trổ này kia rồi thì nó hút cây lúa khô luôn, không còn trổ nổi luôn, gọi là cháy rầy. Thì vậy đó, đó là cái đặc điểm mà bà con kiểm soát con rầy nó không hiệu quả. Thì cái nguy hiểm nó là cái chỗ nhân mật số nhanh và nó hút dinh dưỡng cây lúa, mà nó hút rất là độc đáo, là nó hút vô cái mạch, cái thân của cây lúa, cái nơi mà cái đường vận chuyển dinh dưỡng, thì cái cây nào mà không vàng, không suy kiệt sao được. Do đó cây lúa mà bị rầy rồi rất là nguy hiểm, rất là mất năng suất.
Còn trở lại hỏi Bcna là có kiểm soát được trứng rầy hay không, thì xin thưa anh là Bcna không kiểm soát được trứng rầy. Tại trong cái hoạt chất của Bcna là kiểm soát cơ chế tác động thần kinh của con côn trùng, thì cần phải có con côn trùng nó tiếp xúc, nó đưa cái lượng thuốc, nó hút được cái lượng thuốc vào trong cái cơ thể của nó, thì tác động qua các cái tế bào thần kinh với nhau, thì nó sẽ tác động vào cái điểm đó, nó gây con tác động lên thần kinh, nó ức chế thần kinh, làm cho con côn trùng lờ đờ, từ từ bất hoạt rồi chết. Thì chính cái đặc điểm này thì nó kiểm soát gần như là tất cả. Khi mà anh thấy rầy nâu xuất hiện từ giai đoạn rầy cám đó, bà con thường hay gọi rầy cám là rầy tuổi 1, tuổi 2, nó nhớ rầy cám nhưng mà cám trắng nha bà con, trắng hoặc ngà ngà thì nó mới là cám, thì lúc đó bà con kiểm soát nó là hiệu quả nhất. Thì nó kiểm soát được từ giai đoạn đó đến hết giai đoạn thành trùng luôn, nhưng mà chúng ta nên chọn cái thời điểm đó là thời điểm quan trọng nhất, lúc là rầy cám, để chúng ta kiểm soát nó hiệu quả, ít tác hại lên trên cây lúa của mình. Mến chúc anh Tư Phan thành công với giải pháp Bcna mới này, và chúc bà con mình có một cái vụ mùa đông xuân thắng lợi với cái việc mà kiểm soát rầy nâu thật hiệu quả bằng Bcna dạng chai mới nha bà con nha. Vâng, cảm ơn câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa. Và bà con ơi, thì hiện tại thì công thọ sẽ xin trao đổi một xíu với bà con mình nha. Để quản lý rầy nâu mà đạt hiệu quả thì nãy giờ theo giải pháp của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa thì bà con mình thứ nhất là chủ động thăm ruộng thường xuyên để phát hiện rầy để bà con mình dễ quản lý. Thứ hai là bà con mình phải sử dụng thuốc đặc trị để quản lý rầy hiệu quả hơn, và đặc biệt là sản phẩm Bcna 106C dạng chai của tập đoàn Arama. Thế bà con, và bà con ơi, chúng ta đã cũng trải qua rất là nhiều cái câu hỏi rồi, và bây giờ thời lượng của chương trình thì cũng còn không còn nhiều nữa bà con, và những câu hỏi của bà con mà chúng tôi chưa trả lời được thì công thọ sẽ chuyển những câu hỏi này đến cho chuyên gia của Arama và đặc biệt đến cơ kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa để đáp những thắc mắc của bà con mình nhanh nhất nha. Và bà con mình đừng quên số đường dây nóng của chương trình của chúng tôi, đường dây nóng của chúng tôi là 1800 6797, luôn luôn mở và hoàn toàn miễn phí, thì bà con mình có thể điện thoại trực tiếp để cùng trao đổi với diễn giả nhé. Và trước khi kết thúc chương trình thì công thọ cũng sẽ xin tuyên bố công bố cái kết quả mini game của số alo bác sĩ cây trồng được trước, và đáp án theo thứ tự là 1D, 2A, 3B, 4B. Và xin chúc mừng chủ tài khoản Facebook có tên là Mỹ Linh, Thì Dung Hoàng, Quỳnh Minh Thảo, Bằng Lăng Tím, Nguyễn Ngọc đã xuất sắc thắng giải của chương trình nghe bà con. Và bây giờ thì công thọ sẽ công bố những tài khoản Facebook có câu hỏi hay được Anama chọn lựa cho con. Thứ nhất là Trần Anh Khoa, thứ hai là Hoa Sữa Lương, và thứ ba là Văn Thí Nguyễn. Dạ. Thì một lần nữa thì chúc mừng quý bà con mình đã được lựa chọn những câu hỏi hay, và bà con mình hãy gửi những thông tin của bà con, đặc biệt là địa chỉ và số điện thoại về fanpage của tập đoàn Anama, để cung cấp cho chúng tôi những địa chỉ đó để chúng tôi gửi phần quà đến cho bà con một cách nhanh nhất ạ. Nhà bà con thân mến, đến đây chương trình Alo Bác Sĩ Cây Trồng với chủ đề là phòng trừ rầy nâu trên lúa hiệu quả và tiện dụng do tập đoàn Anama thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa đã tham gia chương trình và tư vấn rất là nhiệt tình và tận tình cho bà con chúng ta. Và xin chào và hẹn gặp lại quý bà con mình vào thứ ba tuần sau. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào. Dạ, xin kính chào bà con. Lúa bông Bcna 106SC dạng chai không chỉ mang lại hiệu quả diệt rầy nâu triệt để mà còn mang lại sự tiện lợi, an tâm khi sử dụng. Adama mang lại sự giản đơn cho nông nghiệp.